Chào các bạn, mình là Hồng Mai, chuyên gia luận giải thần số học và tư vấn chữa lành mối quan hệ. Các bạn đang lắng nghe podcast Lặng và Ngẫm, nơi mình chia sẻ những thông điệp ý nghĩa đến mọi người, đồng hành cùng bạn trên con đường bình an và hạnh phúc. Cuộc sống hiện nay có rất nhiều điều để ta chọn, để ta mơ. Nhưng trên con đường ấy, bạn với tâm hồn mỏng manh đã từng thất bại, từng yếu đuối, sẽ cảm thấy nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn này. Năm tháng trưởng thành chính là những năm tháng đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất. Vậy bạn đã tự hỏi chính mình phải nỗ lực đến bao giờ chưa? Và bạn có bao giờ hỏi, có phải cách đi tìm niềm vui của bạn cũng chính là phải nỗ lực, phải vươn lên trong cuộc sống? Dù buồn hay vui, nghèo khó hay sung túc, thì niềm vui vẫn luôn xung quanh bạn. Hãy đừng gục ngã giữa cuộc đời bạn nhé. Cuộc sống là chuỗi ngày phải nỗ lực, vì bạn sinh ra đã là sự nỗ lực của bao nhiêu người. Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Bố mẹ lựa chọn sinh bạn ra, họ nỗ lực làm việc để làm gì? Vì ai? Vì muốn bạn có niềm vui, có hạnh phúc. Và bằng tấm lòng người cha mẹ, họ đã nỗ lực đến cả giây phút cuối cùng chỉ vì bạn. Cha mẹ nỗ lực là thế, nhưng ngay trong bụng mẹ, bạn phải đấu tranh, cố gắng bao nhiêu để có thể thấy được ánh sáng. Bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp khác đã không đủ sức để đón nhận ánh mặt trời. Bạn biết đấy, sự nỗ lực là không ngừng. Con người bạn cũng vậy, khi dần dần trưởng thành, vấp ngã, khổ đau, rồi kiếm tìm hạnh phúc. Cuộc sống với bạn như thế nào đều do bạn tìm ra và định nghĩa nó. Bởi thế, khi gục ngã, chúng ta phải luôn cố gắng đứng lên nhé. Nỗ lực đem đến cho chúng ta điều gì? Hai từ nỗ lực ấy chính là động từ thể hiện hành động với hàm ý chính là đạt được niềm vui, điều bản thân mỗi người mong muốn. Chúng ta nỗ lực để bản thân vui, để sống những ngày tháng tốt hơn, hay đơn giản chính nỗ lực là cách ta tìm ra giá trị con người mình, tìm ra hạnh phúc, tìm đến tự do. Nếu tìm minh chứng cho việc có cần nỗ lực hay không, thì quả thật ngay bản thân bạn đã có câu trả lời. Nhưng bất kể việc gì cũng nên vừa đủ. Bạn học cách nỗ lực và cảm nhận cuộc sống, không phải nỗ lực để vẫn mơ hồ, lạc lõng. Độ tuổi nào con người cũng phải nỗ lực. Từ lúc bé, nỗ lực bò, nỗ lực để biết đi, rồi cố gắng chạy được. Mọi việc đều cần đến sự nỗ lực, song song với nó là sự kiên trì và niềm đam mê. Bạn cũng nên biết thói quen cũng chính là một sự nỗ lực. Bởi bạn đã nỗ lực đến nỗi, điều đó trở thành bình thường với bạn. Điều đó cho thấy bạn đã thành công. Chẳng ai có sự nỗ lực to hơn hay nhỏ hơn nếu đem ra đong đo cần đến, vì với mỗi người, khởi đầu của người này đôi khi là sự nỗ lực kiên trì bao năm của người khác. Cũng vì thế mà dù là ai, ta cũng nên cố gắng vươn lên, tốt hơn mỗi ngày. Bạn đang nỗ lực điều gì thế? Bỗng dưng hỏi câu này, bản thân tôi cũng phải tự nghĩ lại. Tôi nỗ lực học điều mình thích, nỗ lực tìm kiếm bản thân, tìm kiếm bản ngã của con người mình. Bản thân bạn phải tập yêu thương, lắng nghe chính mình. Chỉ như thế, bạn mới hiểu được cách để nỗ lực. Trong quyển sách yêu thích của tôi có một câu tôi tâm đắc. Mọi kết quả đều cần đến sự nỗ lực, nhưng không phải mọi nỗ lực đều có kết quả. Vì thế, hãy cứ nỗ lực hết mình, can đảm làm điều bạn muốn để có được cuộc đời tự do và tâm hồn hạnh phúc. Có thể đôi lúc bạn gục ngã, bạn xấu hổ vì thất bại, tự ti về khả năng của bản thân, hay bạn không tin chính mình. Rất nhiều điều sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực đạt mục tiêu của bạn. Nhưng cũng vì thế, bạn sẽ nhận ra kết quả của việc nỗ lực không ngừng là quá to lớn. Có thể đôi lúc, bạn sẽ buộc miệng nói ra, cuộc sống này vốn không công bằng với tôi. Nhưng bản thân so sánh với người khác lại là điều cản trở sự nỗ lực của chúng ta.
Bạn biết không, so sánh đôi khi là công cụ để bạn mạnh mẽ đứng lên, nhưng nó chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi. Nếu bạn so sánh mà quên lắng nghe chính mình, đôi khi chúng ta cần thành thật với trái tim mình, chúng ta là ai, chúng ta cần gì, muốn gì và nên làm gì để có được những điều bản thân mong muốn. Mỗi người là những cá thể khác nhau, nhưng đôi khi lại có chung mục đích hướng tới. Muốn học giỏi tiếng Anh, muốn được đi du học, khi lớn lên có tiền tự do đi đây đi đó. Bao nhiêu người có mục tiêu là ngần ấy người đã từng thất bại. Vì ai cũng ít nhất một lần trong đời nếm trải điểm kém của môn toán, lúc ra trường không làm việc mình thích. Ai cũng sẽ một lần trong đời đối diện, quan trọng là ai mới là người dám nhìn thẳng vào thất bại mà đứng lên. Hãy trao cho chính bản thân mình cơ hội ngắm lại mục tiêu, ngắm lại hành động để có định hướng tốt hơn. Bao nhiêu người nỗ lực rất nhiều nhưng không gặp may mắn. Bao nhiêu người nỗ lực tới 90% nhưng lại dừng lại. Nhưng thành công sẽ chỉ dành cho những ai kiên trì. Mỗi chúng ta hãy nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng kiên trì thêm một ngày nữa, thêm một ngày nữa. Mỗi ngày nhắc nhở chính mình, dần dần bạn sẽ có thói quen. Những tác động xấu không dễ dàng đánh gục bạn vì bạn không bỏ cuộc. Và dù đứng trên chuyện gì, bạn vẫn kiên cường. Thất bại hôm nay là thành công cho hôm sau. Nếu bản thân bạn bỏ lỡ thời gian, vậy thành công nào đón bạn ở phía trước? Hãy yêu bản thân, hãy trân trọng thời gian và có cho mình những mục tiêu, kế hoạch để cố gắng. Hãy cứ đi bằng tất cả niềm tin, hy vọng và sự nỗ lực, rồi bạn sẽ làm được. Con đường trải đầy hoa hồng bao giờ cũng thu hút như một miếng bánh ngon, nhưng để có được thì chỉ dành cho những ai nỗ lực đến cùng. Vì cuộc sống mà có bao giờ là dễ dàng. Khi mệt mỏi, khi tuyệt vọng, trong thất bại bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ than trách trước rồi nỗ lực sau ư? Bạn phải yêu thương mình thì mới có thể yêu thương người khác. Khi bạn chẳng điều chỉnh nổi tâm trạng cảm xúc của mình thì bạn làm sao có thể đổ hết tội lỗi lên người khác? Khi bạn yêu chính mình, thế giới cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Một tâm hồn biết hiểu chính mình sẽ biết hiểu người khác, sẽ sống vui vẻ và lạc quan, sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Đừng sợ thất bại, đừng sợ lời chê bai, và dù có phong ba bão táp gì cũng hãy mạnh dạn đón lấy. Bởi có như thế, bạn mới có thể tiến tới thành công. Đó chính là phép thử của cuộc sống. Hãy cảm ơn và biết ơn vì điều đó. Cuộc đời sẽ thử chúng ta, cho chúng ta nếm đủ mùi vị. Vị ngọt thì ít, mà vị đắng của cuộc sống thì nhiều. Vì thế, hãy chấp nhận và mỉm cười với những thất bại, dẫu cuộc đời có chông gai. Gửi chính mình khi gục ngã cũng là gửi cho tất cả chúng ta. Thất bại không thể đánh bại một người kiên cường. Chúng ta là những cá thể mang trong mình những hoài bão lớn. Nếu đã khao khát đứng vững giữa cuộc đời này thì phải mạnh mẽ, phải can đảm để vượt qua khó khăn, và con đường thành công sẽ gần lắm. Việc khó khăn nhất không phải là sợ, mà là dám thay đổi suy nghĩ, dám đối mặt và thực hiện điều bản thân muốn, đồng thời chịu trách nhiệm với những việc chúng ta làm. Con đường trưởng thành đầy những chông gai, nhưng khi đi trên con đường ấy, bạn sẽ nhận ra bản thân là ai, có khả năng gì, xung quanh chúng ta có ai xứng đáng để chúng ta dành thời gian cho họ. Và hơn hết, chúng ta chiến thắng bản thân mình. Điều quan trọng chính là mỗi ngày chúng ta lại sống tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Chiến thắng một cuộc thi không quan trọng bằng việc chiến thắng chính nội tâm mình. Biết cách chia sẻ và lan tỏa yêu thương, biết đứng lên khi gục ngã. Hãy luôn là chính mình và luôn cố gắng thì nhất định sẽ nhận được điều bản thân ao ước. Hãy nỗ lực để có một cuộc đời đáng sống theo cách của bạn nhé. Bạn vừa lắng nghe bài podcast Khi gục ngã giữa cuộc đời.
cảm nghĩ của bạn là gì? Hãy để lại bình luận cùng món ăn cho tâm hồn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh. Hãy like, share và subscribe kênh Món Ăn Cho Tâm Hồn để lan tỏa những điều tốt đẹp và ý nghĩa đến mọi người xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.